môi để đi về ai. Ok đi, mình sẽ làm một điều. Xin chào các bạn, mình tên là Mina. Và thật là lâu rồi mình mới được gặp các bạn. Và trong lần up clip lần này, chủ đề chính là cách mà Mina vẫn hay trang điểm thường ngày. Thường thì Mina không trang điểm mỗi ngày, nhưng mà mỗi khi mà Mina cần phải trang điểm để đi một nơi nào đó đi chơi cùng bạn bè, thì đây chính là cách Mina vẫn thường hay sử dụng nhất. Mong rằng cái clip này sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Và nếu như mà các bạn có gì thì xin hãy comment ở bên dưới nhé. Chúc bạn xem vui vẻ. Bye bye.